Giờ mình sẽ vô xe mở chìa khóa coi mấy chức năng của Vios 2018 và 2019 cho các bạn xem nha. Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với trang net NT68 Vlog. Hôm nay NT68 Vlog sẽ review xe Vios phiên bản 2018 và Vios phiên bản 2019 cho các bạn xem đánh giá chi tiết nha. Giờ mời các bạn theo mình. Đây là tổng quan phía bên ngoài của xe Vios đời 2018 nha các bạn. Mâm của nó là 15 inch nha các bạn. Vỏ 185 65G15. Mâm da lăng của nó là 15 inch nha các bạn. Cốp xe của Vios thì nó không có chỗ bấm nút bật đâu nha các bạn. Mình phải bật ở trong phía bên yên thì sáng. Kiến hậu của nó là chỉnh điện xếp vô bật ra nha các bạn. Có đèn kiến hậu, đèn gin. Bên đây là mẫu Vios đời 2019 cũng phiên bản số sàn luôn đó các bạn, chiếc đều là phiên bản số sàn hết. Mâm giao lăng thì hai đời 18 và 19 đều như nhau, mâm 15 inch. Phần mỏ của và đuôi của chiếc Vios mẫu 2019 thì nó khác hoàn toàn so với mẫu Vios 2018. Thì nếu mà phiên bản số tự động thì nó mới có đèn phía ở đây và đèn ở đây hai bên nha các bạn. Còn số sàn thì không có. Bản 2019 thì nó có cái đèn, thêm cái đèn nhan ở phía bên đây. Còn đèn kính chiếu hậu thì nó cắt giảm không có. Và kiếm của nó là không có chỉnh điện xếp vô xếp ra được nha các bạn. Thank you.
nút này là cái nút mà khóa lốc lại không cho em bé mở cửa phía trong được đó mấy bạn. Đây phần nội thất đây. Chốc chốc đưa vô phá xe. Xe mới mua thì hãng nó tặng được bao nhiêu ghế nha các bạn. Cốp sau mở lên cho các bạn xem ha. Mở cốp sau ở đây, mở nắp xăng ở đây nè các bạn. Đây khoang cốp sau nó rất rộng. Mình sẽ vô xe mở chìa khóa coi mấy chức năng của Vios 2018 và 2019 cho các bạn xem nha. Giờ mình mở chìa khóa rồi nè mấy bạn. Phía bên đây là cái công tắc điều khiển shift nút vuông cuối bên phải nè bạn. Là xếp kiến vô nè, mình bấm nè, là kiến tự động xếp vô nè, đó, bấm nhả là nó nhả ra nè, mở ra nè. Đó. Còn cái này thì chỉnh kiến hậu lên xuống vô ra phía bên tay phải tay trái thôi nha các bạn, cái này nè. Chiếc đời 2018 này thì màn hình đồ cũng của hãng tặng nha các bạn. Hình. Còn bọc sàn bao da đồ thì cũng của hãng tặng hết. Dán phim cách nhiệt đồ là hãng hết. Giờ mình đã qua bên chiếc số sàn phiên bản 2019 vô mở khách xem cái. Chín 2018 thì cái hộp để tùy tay này nó cũng nhỏ như nhau nha các bạn. Ừ.
tẩu sạc điện thoại nè. Thắng tay số sàn thì 18, 19 gì cũng vậy, số sàn 5 số tới 1 số lùi. Chiếc này thì không có tặng màn hình DVD, cắt giảm lại. Còn về phía bên đây thì cũng không có chỉnh, không có chỗ chỉnh kiến ship ra ship vô các bạn, chỉ có điều khiển kiến lên xuống qua lại là giống như Innova 218 này, nó đổi thành cái núm này nè, dặn nhẹ qua đây thì sẽ chỉnh kiến lên xuống qua lại rồi bẻ qua gì nữa đó, đẩy lên xuống. Còn chỉnh qua đây thì phía bên kiến bên phải. Về mặt đồng hồ và nội thất thì nó cũng không có khác gì nhiều so với 218 đâu các bạn. Giờ đến đây mình xin chào tạm biệt các bạn, kết thúc video này, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp. Các bạn nhớ like, đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh NT68 Vlog nha các bạn. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt.